Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, quả này thì đúng là sát ván thật rồi và ngai vàng đế quốc có lẽ sẽ bị lật đổ trong nay mai. Cái này người Việt Nam ta vẫn gọi là con run xéo lắm cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ, cứ muốn làm cha thiên hạ, muốn làm bố đời, muốn làm ông chủ bá quyền nên ngáo quá mà không biết mình là ai. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết cuộc chơi đã tới hồi sát ván bài viết của nhân đạo. Mới đây, Washington đã đưa ra cáo buộc đối với Bắc Kinh dựa trên tin tức thông tin tình báo cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị cung cấp các vũ khí sát thương cho Nga bằng nhiều hình thức, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ xem xét nghiêm túc việc này và đưa ra các biện pháp để Trung Quốc không thực hiện việc cung cấp vũ khí cho Nga. Tuy nhiên, phía Washington vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc này. Đáp lại cáo buộc của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh thay vì lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Mỹ thì bà ta lại đáp trả rằng Mỹ đã gửi những vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine trong khi cảnh báo Bắc Kinh không được hỗ trợ Moscow. Bà Mao Ninh nhấn mạnh Washington không có tư cách để ra lệnh và nhúng tay vào quan hệ Nga-Trung. Bà nói, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự ép buộc và áp lực từ Mỹ. Bỏ mẹ, quả này thì đúng là xác ván thật rồi, và ngay vàng đế quốc có lẽ sẽ bị lật đổ trong nay mai. Cái này, người Việt Nam ta vẫn gọi là con run xéo lắm cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ. Cứ muốn làm cha thiên hạ, muốn làm bố đời, muốn làm ông chủ bá quyền nên ngáo quá mà không biết mình là ai. Hảo ngạo mà đám ve chó ở Việt Nam, chúng cứ điên cuồng bài Nga với Trung, bỏ mẹ, có khi mình lại mang tiếng là bợ Trung bài Mỹ ấy chớ. Ây da, từ nay không ngứa mồm nữa để đám ve chó khỏi A-cây mà vu vạ.